kính chào quý vị đến với bản tin của ngày 23 tháng 12 hôm nay. Mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây. Chính phủ liên bang mở rộng hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi sức chứa bị cắt trong đợt dịch lần này. Ontario công bố biện pháp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các hạn chế Covid. Khi bác dự đoán Covid-19 tăng theo cấp số nhân và tuyên bố thêm hạn chế mới ngày Boxing Day các quy tắc Covid-19 gây ra sự chậm trễ tại các sân bay Canada trong thời gian đi nghỉ lễ. Tổng hợp các biện pháp để ngăn chặn tác động của biến thể Omicron ở các tỉnh. Hoa Kỳ phê duyệt thuốc viên Covid-19 đầu tiên giúp giảm 90% nguy cơ nhập viện. Canada còn đang xem xét. Nhiều sản phẩm salad đóng gói Fresh Express bị thu hồi do có thể đã bị nhiễm vi khuẩn Listeria. Sự thiếu hụt khoai tây chiên của McDonald's ở Nhật Bản được cho là vì sự chậm trễ giao hàng do lũ lụt ở tỉnh BC. Ontario đặt mục tiêu tuyển dụng 100 doanh nhân nhập cư. Trong bản tin thế giới, Israel sẽ tiêm liều vắc xin phòng Covid-19 thứ tư hay là mũi tiêm nhắc lại lần thứ hai cho người dân của mình. Báo cáo cho thấy nguy cơ bị lây nhiễm trên máy bay tăng gấp đôi đối với biến thể Omicron. Ông tập của Trung Quốc tán thành cuộc bầu cử chỉ dành cho những người yêu nước ở Hồng Kông. Đức, một cụ y tá bị kết tội giết 4 người tại nhà tàn tật. Miền Bắc của Việt Nam sẽ đón nhận một đợt rét đậm vào cuối tuần này. Tuấn Liên và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin trên Youtube của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Xin quý vị hãy bấm like, comment, share và giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây Hoàng Anh sẽ bắt đầu với bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Canada hôm nay đã báo cáo số ca nhiễm mới trong một ngày tăng lên mức chưa từng thấy, ghi nhận gần 15.000 ca nhiễm Covid-19 mới, là con số nhiễm hàng ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Hiện những hạn chế mới đang được áp đặt lại trên khắp Canada. Chính phủ liên bang hôm nay tuyên bố mở rộng hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng bởi sức chứa bị cắt giảm trong đợt dịch này. Chính phủ liên bang đang mở rộng khả năng tiếp cận với các gói hỗ trợ tài chính cho đại dịch khi phần lớn đất nước phải vật lộn với tình trạng nhiễm Covid-19 đang gia tăng và các hạn chế mới được thực hiện trên toàn quốc. Thủ tướng Justin Trudeau đã công bố các biện pháp này trong cuộc họp báo hôm thứ tư mà thủ tướng đã xuất hiện trực tuyến do thủ tướng đang theo hướng dẫn y tế sau khi 6 nhân viên và an ninh của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland giải thích rằng Chính phủ sẽ thay đổi những gì họ coi là đóng cửa, mở rộng điều kiện cho các doanh nghiệp và nhân viên. Nhân viên ở các khu vực mà chính phủ đã đưa ra các hạn chế về sức chứa từ 50% trở lên giờ đây sẽ đủ điều kiện nhận quyền lợi công nhân Canada lúc đóng cửa, được gọi là Canada Worker Lockdown Benefit, viết tắt là CWLB, nếu họ bị mất hơn một nửa thu nhập. Điều đó có nghĩa là nhiều người dân Canada hơn hiện có thể tận dụng chương trình này mà sẽ trả 300 đô la mỗi một tuần. Tương tự thì những người chủ sử dụng lao động bị giới hạn sức chứa từ 50% trở lên và bị sụt giảm doanh thu trong tháng hiện tại ít nhất là 25% có thể đăng ký chương trình đóng cửa địa phương gọi là local lockdown program cung cấp trợ cấp lương từ 25 đến 75% tùy thuộc vào doanh thu bị lỗ. Chính phủ cho biết trong một thông cáo, những thay đổi này dự kiến sẽ trị giá 4 tỷ đô la. Các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 và kéo dài đến ngày 12 tháng 2 năm 2022. Tỉnh Ontario hôm nay cũng công bố các biện pháp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các hạn chế Covid-19. Chính phủ thủ hiến Ford vào thứ tư đã công bố các biện pháp mới hỗ trợ kinh tế cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi những hạn chế đại dịch mới nhất được áp dụng để giúp hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron. Chương trình giảm giá chi phí kinh doanh Ontario, Ontario Business Cost Rebate Program mới sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp đủ điều kiện khoản thanh toán hoàn lại bằng 50% thuế tài sản, property tax và chi phí năng lượng mà họ phải chịu trong khi các hạn chế mới nhất vẫn có hiệu lực. Tỉnh cũng đang đưa ra thời hạn miễn lãi suất và miễn phạt kéo dài 6 tháng cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng để thanh toán hầu hết các loại thuế do tỉnh quản lý. Chính phủ Ford cho biết biện pháp này sẽ cứu trợ 7,5 tỷ đô la cho khoảng 80.000 doanh nghiệp của tỉnh Ontario. Chương trình hoàn lại tiền mới này sẽ khởi động vào giữa tháng Giêng và tỉnh cho biết các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ bao gồm nhà hàng, cửa hàng bán lẻ nhỏ và phòng tập thể dục. Tỉnh cũng cho biết một danh sách đầy đủ những người đủ điều kiện sẽ được công bố cùng với hướng dẫn chương trình trong năm mới. Các đơn yêu cầu sẽ được mở để nhận đơn vào giữa tháng 1 và các khoản thanh toán cho những người đủ điều kiện sẽ có hiệu lực trở về trước kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2021 là ngày các hạn chế mới có hiệu lực thời gian miễn lãi suất và miễn phạt sẽ bắt đầu vào đầu năm 2022 và sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tháng 6. Các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ có tùy chọn, trì hoãn thanh toán các loại thuế do tỉnh quản lý sau đây. Thuế sức khỏe của người sử dụng lao động, thuế bia rượu và rượu mạnh, thuế thuốc lá, thuế phí bảo hiểm, thuế nhiên liệu, hiệp định thuế nhiên liệu quốc tế, thuế xăng dầu, thuế bán lẻ đối với hợp đồng bảo hiểm và gói phúc lợi, thuế khai thác, cũng như là thuế đường đua. Trong dự đoán, con số Covid-19 sẽ tăng theo cấp số nhân, tỉnh Quebec tuyên bố thêm hạn chế mới cho ngày Boxing Day. Thủ hiến Quebec ông Francois Legault đã thông báo rằng kể từ ngày 26 tháng 12, các cuộc tụ họp trong nhà ở tỉnh sẽ được giới hạn ở 6 người hoặc hai bong bóng gia đình trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của biến thể Omicron và hạn chế nhập viện. Thủ hiến Lơ Cô nói trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, thực sự có một sự gia tăng theo cấp số nhân mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng trong vài ngày tới sẽ có sự gia tăng lớn về số ca nhập viện. Các nhà hàng cũng sẽ bị giới hạn trong việc phục vụ nhóm ở tối đa là 6 người hoặc hai bong bóng gia đình. Thông báo mới được đưa ra khi hôm nay tỉnh Quebec báo cáo có 6.361 ca mắc COVID-19 mới, là con số hàng ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Thủ hiến Loco cho biết tỉnh Quebec dự kiến sẽ thấy đến 9.000 ca nhiễm mới vào ngày mai. Ông cho biết điều quan trọng là mọi người ở nhà nếu họ có các triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính. Biến thể Omicron đã trở thành dòng virus thống trị ở tỉnh Quebec, gây ra khoảng 80% các ca nhiễm trùng. Gần 5.200 nhân viên y tế hiện đang phải nghỉ việc do nhiễm COVID-19, và hàng ngàn người khác đang nghỉ phép hoặc đã rời đi hoàn toàn, kiệt sức vì những ảnh hưởng của đại dịch. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa ở phía sau chúng ta, Thủ Hiến Lơ Cô nói thêm. Và tất cả quê Bắc đang trông cậy vào bạn, vài tuần tới sẽ rất quan trọng. Thủ Hiến Lơ Cô đã có một thông điệp rõ ràng cho những người đang từ chối tiêm chủng. Ông nói, Rõ ràng là bạn có nguy cơ cao hơn nhiều vì bạn chưa được tiêm chủng và bạn đang đặt các bệnh viện của chúng ta vào tình thế nguy hiểm. Thủ Hiến khuyến khích mọi người liên hệ với bạn bè và những người thân yêu, những người mà sống một mình trong Giáng sinh này. Hãy gọi cho những người đang ở một mình, ông nói. Tỉnh Quebec cũng đang thiếu hụt các bộ xét nghiệm nhanh, nhưng Bộ trưởng Y tế Dubé và Thủ Hiến Leco đều cho biết họ đang nghiên cứu các giải pháp. Chính phủ liên bang dự kiến sẽ gửi hơn 700.000 xét nghiệm mới và Bộ trưởng Y tế cho biết Chính phủ Quebec bác đang xem xét tự mua thêm các bộ xét nghiệm cho riêng tỉnh. Tỉnh cũng đang chuẩn bị cho số ca nhập viện dự kiến sẽ tăng đột biến do biến thể omicron và một phần của kế hoạch là khoảng một nửa số ca phẫu thuật đã lên lịch trình để có thêm không gian trong các bệnh viện nơi đã bị suy giảm do tình trạng thiếu nhân viên trầm trọng. Canada sẽ bỏ lỡ các ca nhiễm COVID-19 vì các hệ thống xét nghiệm bị quá tải. Y tế công cộng Ottawa đã cảnh báo người dân rằng xét nghiệm không thể theo kịp nhu cầu và những người có triệu chứng hoặc là tiếp xúc với COVID-19 nên tự cách ly ngay cả khi họ không thể đi xét nghiệm. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Y tế ở Quebec đã cảnh báo hôm thứ Hai rằng quá trình xét nghiệm ở tỉnh cũng đang gặp nhiều hạn chế về thời gian và nguồn lực và yêu cầu chỉ những người có triệu chứng mới đi xét nghiệm. Các phòng thí nghiệm gần đây đã xử lý khoảng 40.000 bộ xét nghiệm mỗi ngày, đạt mức cao nhất là 46.830 vào ngày 15 tháng 12. Bộ trưởng Y tế của tỉnh Quebec yêu cầu mọi người ưu tiên các xét nghiệm nhanh tại nhà để tránh làm tắc nghẽn các phòng thí nghiệm. Giám đốc Y tế Công Cộng của Ontario, tiến sĩ Karen Moore cho biết vào ngày thứ Ba rằng tỉnh sẽ sớm công bố hướng dẫn thêm về việc ưu tiên các xét nghiệm PCR và sử dụng các xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Các quy tắc COVID-19 gây ra sự chậm trễ tại các sân bay Canada trong thời gian đi nghỉ lễ. Du khách quốc tế có thể phải chờ đợi tại các sân bay Canada lâu hơn bình thường trong những ngày nghỉ lễ khi biến thể Omicron lan rộng ra toàn thế giới. Sự chờ đợi không chỉ đến từ lưu lượng truy cập tăng mà còn do các biện pháp sàng lọc COVID-19 được bổ sung như các bài xét nghiệm khi đến được thiết kế để làm chậm sự lan truyền của biến thể mới. Vào cuối tháng trước, Bộ trưởng Y tế Jean-Yves Duclos thông báo tất cả du khách ngoại trừ những người đến từ Hoa Kỳ nhập cảnh bằng đường hàng không sẽ phải đối mặt với việc xét nghiệm khi đến sân bay. Trước đây thì chỉ có những hành khách được chọn ngẫu nhiên từ các chuyến bay quốc tế mới phải xét nghiệm tại các sân bay của các công ty tư nhân do chính phủ ký hợp đồng. Ông Close nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Canada đã tăng cường khả năng kiểm tra hành khách khi đến các sân bay Canada, vào ngày 30 tháng 11, Canada có khả năng xét nghiệm được 11.000 hành khách mỗi ngày và tính đến thứ 6 tuần trước thì con số đã được tăng lên 21.000 xét nghiệm một ngày. Người phát ngôn của sân bay quốc tế Calgary có mục tiêu xử lý 1.800 xét nghiệm mỗi ngày trong thời gian chờ đợi cao điểm có thể mất 45 phút cho tới 1 giờ để được kiểm tra. Người phát ngôn cho biết thêm nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm tại sân bay cũng có thể cung cấp bộ xét nghiệm mang về nhà cho những du khách đã đăng ký xét nghiệm trước chưa từng có vấn đề về nguồn cung cấp của các bộ xét nghiệm này tổng hợp lại các biện pháp để ngăn chặn tác động của biến thể omicron ở các tỉnh các chuyên gia y tế và chính quyền các tỉnh đang lên kế hoạch chiến đấu để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 bằng cách đem lại các hạn chế và đồng thời tăng tốc độ quá trình tiêm liều tăng cường. Mạng lưới United Health điều hành 3 bệnh viện ở Toronto cho biết họ đã đưa ra quyết định khó khăn là tạm dừng các thủ tục phẫu thuật và chăm sóc cấp cứu không cần thiết ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp. Tại Montreal, thị trưởng Valerie Plan đã ban hành lại tình trạng khẩn cấp khi số ca nhiễm COVID-19 đã tăng lên hơn 8.000 trong thành phố. Y tế công cộng Ottawa đã yêu cầu những cư dân có các triệu chứng nhưng không thể tiếp cận xét nghiệm kịp thời hay tự cách ly. Trong khi đó, một nguồn tin nói với báo chí Canada rằng Giải hockey quốc gia NHL sẽ rút các vận động viên của giải ra khỏi thế phần hội mùa đông Bắc Kinh với lý do là các trường hợp Covid-19 đã tăng cao và 45 trận đấu của giải đấu bị hoãn kể từ ngày 13 tháng 12. Các quan chức y tế Saskatchewan cho biết họ sẽ không đưa ra bất kỳ hạn chế nào ngay cả khi các ca Covid-19 đang gia tăng với dự kiến tỉnh sẽ có khoảng 300 ca lây nhiễm hàng ngày trong năm mới các tỉnh khác, bao gồm tỉnh PC, Ontario, Alberta và Manitoba đã đưa ra những hạn chế về hoạt động đối với một số doanh nghiệp địa điểm giải trí và tụ hợp xã hội. PC đã yêu cầu các quán bar, câu lạc bộ đêm, phòng tập thể dục, trung tâm thể dục và phòng tập nhảy đóng cửa bắt đầu từ nửa đêm thứ tư. Alberta đã giới hạn chỗ ngồi cho các khúc côn cầu trẻ em thế giới Edmonton và Red Deer bắt đầu từ ngày Chủ nhật. Thủ hiến Opera ông Jason Kenney cho biết các địa điểm lớn có sức chứa hơn 1.000 người, bao gồm cả các đấu trường thể thao sẽ bị giới hạn ở nửa công suất. PEI đã cùng với Newfoundland và Labrador thông báo yêu cầu cách ly đối với tất cả du khách. Thủ hiến của PEI Dennis King cho biết mỗi khách du lịch vào tỉnh sẽ được làm hai bài xét nghiệm nhanh và được yêu cầu hoàn thành chúng vào ngày thứ hai và ngày thứ tư sau khi họ cách ly tỉnh cũng đưa ra nhiều hạn chế hơn với các quán bar và nhà hàng ngừng phục vụ lúc 11 giờ đêm. Ontario, Alberta và PC đều đang tăng tốc liều tăng cường cho tất cả người lớn. Thủ hiến Kenny ở Alberta cho biết bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên đều có thể đăng ký để tiêm mũi thứ ba với điều kiện mũi thứ hai cách đây hơn 5 tháng. Ontario mở rộng tính đủ điều kiện cho tất cả những người trên 18 tuổi đã tiêm liều thứ hai cách đây 3 tháng kể từ tuần này. Tỉnh BC dành các địa điểm lớn, chẳng hạn như trung tâm hội nghị Vancouver, để bắt đầu các chương trình tiêm chủng hàng loạt vào tháng tới. Hàng trăm người đã xếp hàng để lấy các bộ xét nghiệm nhanh vào ngày cuối cùng có đợt phát miễn phí tại Union Station, hàng trăm người đã xếp hàng tại ga Diêu Nhân vào thứ Tư để nhận các bộ xét nghiệm COVID-19 nhanh miễn phí. Đây là ngày cuối cùng mà Metrolink phát chúng tại trung tâm trung chuyển. Các quan chức bắt đầu phát khoảng 1.000 bộ dụng cụ xét nghiệm lúc 7 giờ sáng, nhưng tất cả đều được phát trước 8 giờ sáng. Thông tin cho biết, tất cả các bộ xét nghiệm đã được phát hết chỉ trong vài phút, và những người đứng ở đầu hàng đã xếp hàng chờ từ lúc 3 giờ sáng. Vào thứ Hai và thứ Ba đã có một đám đông lớn đến để nhận các bộ xét nghiệm. Công ty vận chuyển này cho biết do lo ngại về tình trạng đông đúc tại ga Diêu Nhân, họ đã hủy bỏ các chương trình phát các bộ xét nghiệm dự kiến vào thứ Năm và thứ Sáu. Tất cả các bộ xét nghiệm còn lại sẽ được phân phối lại cho các địa điểm di động khác bao gồm Yorkdale Mall, Upper Canada Mall và Unionville Gold Station. Nhu cầu quá lớn của các bộ xét nghiệm nhanh cũng đã dẫn đến tình trạng kẻ xấu lợi dụng nhu cầu của người dân và rao bán chúng với giá cao. Nhưng theo những thông tin mới nhất, những người ở Ontario nếu bán lại bộ xét nghiệm nhanh có thể bị phạt nặng. Bộ trưởng Bộ dịch vụ người tiêu dùng và chính phủ, ông Ross Romano cho biết, việc bán lại bộ xét nghiệm nhanh được coi là vi phạm lệnh khẩn cấp của chính phủ. Lệnh này cấm tính giá không công bằng đối với hàng hóa cần thiết. Ông nói rằng, chính phủ đang làm việc để xác định truy tìm và phạt các doanh nghiệp hoặc cá nhân nào vi phạm các quy tắc. Các khoản phạt từ 750 đô la đến 100.000 đô la đối với cá nhân, lên đến 500.000 đô la đối với giám đốc công ty và lên đến 10 triệu đô la đối với tập đoàn. Ông Romano cho biết, 900 khiếu nại nghiêm trọng về việc bán lại các bộ xét nghiệm nhanh đã được chuyển đến lực lượng cảnh sát thêm một cột mốc khác được ghi nhận trong đại dịch Covid-19. Hoa Kỳ đã phê duyệt thuốc viên Covid-19 đầu tiên giúp giảm 90% nguy cơ nhập viện và Canada đang xem xét. Các cơ quan quản lý y tế Hoa Kỳ hôm thứ tư đã cho phép viên thuốc đầu tiên chống lại Covid-19 là một loại thuốc của Pfizer mà người Mỹ có thể dùng tại nhà để đối phó với những tác động tồi tệ nhất của virus. Cột mốc được mong đợi từ lâu này diễn ra khi các ca bệnh ở Mỹ, số ca nhập viện và số ca tử vong đều gia tăng, và các quan chức y tế cảnh báo về một đợt sóng thần nhiễm trùng mới từ biến thể Omicron có thể tràn ngập các bệnh viện. Viên thuốc gọi là Paxlovid là một cách điều trị nhiễm trùng COVID-19 giai đoạn sớm, một cách nhanh hơn và rẻ hơn, mặc dù nguồn cung cấp ban đầu sẽ rất hạn chế. Tất cả các loại thuốc được cấp phép trước đây chống lại căn bệnh này đều yêu cầu phải tiêm. Một viên thuốc kháng virus của Merck cũng được cho là sẽ sớm được cấp phép. Nhưng thuốc của Pfizer chắc chắn là lựa chọn ưu tiên vì tác dụng phụ nhẹ và hiệu quả vượt trội, bao gồm giảm gần 90% số ca nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có nhiều khả năng mắc bệnh nặng. Cả hai loại thuốc này đang chờ được phê duyệt ở Canada và chính phủ liên bang cho biết họ đang đàm phán trước với Pfizer và Merck để mua các đợt điều trị cho người dân Canada. Người phát ngôn của Bộ Y tế Canada cho biết, Canada đang ưu tiên xem xét các loại thuốc này và vẫn đang nhận được dữ liệu liên quan từ hai công ty. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã cho phép thuốc Pfizer dành cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên, với xét nghiệm COVID-19 dương tính và có các triệu chứng sớm là những người có nguy cơ nhập viện cao nhất, điều đó bao gồm những người lớn tuổi và những người mắc các bệnh như là béo phì và bệnh tim trẻ em đủ điều kiện dùng thuốc phải nặng ít nhất là 88 pound. Cả hai loại thuốc của Pfizer và Merck đều được kỳ vọng sẽ có hiệu quả chống lại Omicron vì chúng không nhắm mục tiêu vào protein gai là nơi có hầu hết các đột biến đáng lo ngại của biến thể này. Tổng thống Joe Biden cho biết viên thuốc này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong con đường thoát khỏi đại dịch mà chúng tôi và chính quyền của ông sẽ làm việc với các bang để bảo đảm phân phối công bằng. Các chuyên gia y tế đồng ý rằng Tiêm chủng vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ chống lại COVID-19, nhưng với khoảng 40 triệu người Mỹ trưởng thành vẫn chưa được tiêm chủng, các loại thuốc hiệu quả sẽ rất quan trọng để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm hiện tại và trong tương lai. Hoa Kỳ hiện đang báo cáo hơn 140.000 ca nhiễm mới hàng ngày và các quan chức liên bang cảnh báo rằng biến thể Omicron có thể khiến số lượng ca bệnh tăng vọt. Các quan chức Hoa Kỳ xác nhận vào đầu tuần này rằng Omicron đã trở thành chủng virus thống trị ở Hoa Kỳ. Tỉnh Ontario đã trở thành tỉnh bang đầu tiên liệt kê fluvoxamine là một phương pháp điều trị COVID-19 để xem xét. Tỉnh Ontario đã trở thành tỉnh bang đầu tiên liệt kê một loại thuốc chống trầm cảm nổi tiếng và rẻ tiền mà bác sĩ có thể cân nhắc để điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 nhẹ trong nỗ lực giúp họ không phải nhập viện. Trong bản liệt kê khoa học hôm thứ Tư, một hội đồng đã chỉ ra rằng Loại thuốc Fluvoxamine có thể được xem xét và kê đơn cho những bệnh nhân mắc bệnh nhẹ có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Fluvoxamine là một chất chống trầm cảm ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc, gọi tắt là SSRI, thường được sử dụng để điều trị trầm cảm và các rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thuốc có giá chỉ hơn 1 đô la một ngày và sẽ được dùng trong 15 ngày, bắt đầu với một liều lượng nhỏ trong khi đó, thì thuốc chống virus của Pfizer và Merck có giá gần 1.000 đô la cho mỗi bệnh nhân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại thuốc này có thể làm giảm tỷ lệ nhập viện do COVID-19 lên đến 30%. Các nhà nghiên cứu tại Đại học McMaster đã theo dõi hơn 1.500 bệnh nhân dương tính với COVID-19, chưa được tiêm chủng trong một tháng và cho họ dùng thuốc hoặc là giả dược. Trong số những người đã dùng Fluvoxamine, 10,6% đã cần bác sĩ điều trị trong hơn 6 giờ hoặc phải nhập viện. Trong khi đó thì có 15,7% những người tham gia nhận giả dược phải nhập viện hoặc cần bác sĩ điều trị trong hơn 6 giờ. Khi bệnh nhân dùng tất cả các loại thuốc của họ, tác dụng có lợi được ghi nhận đã tăng lên đến 65%, nghiên cứu này cho thấy. Tiến sĩ Edward Mills là đồng điều tra viên chính của cuộc thử nghiệm này cho biết Kết quả có thể thay đổi tình thế, đặc biệt là ở các nước đang phát triển có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Ông nói đó là một hiệu quả điều trị rất lớn, một hiệu quả điều trị chưa được ghi nhận đối với bất kỳ loại thuốc nào. Đại học Johns Hopkins của Hoa Kỳ cũng đã chứng thực loại thuốc này cho phép sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ khi có triệu chứng với điều kiện bệnh nhân đang không trong giai đoạn 3 tháng cuối của thai kỳ. Trong khi tỉnh Ontario là tỉnh đầu tiên liệt kê loại thuốc này như một lựa chọn Tiến sĩ Meneka Pai là phó giáo sư y khoa tại Đại học McMaster và đồng chủ tịch của Ban Cố vấn Khoa học COVID-19 của tỉnh Ontario, cho biết các khu vực khác cũng đang xem xét loại thuốc này như một liệu pháp phòng ngừa có thể. Sau đây là tình hình về COVID-19 tại Canada. Canada hôm nay báo cáo có số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục trong một ngày kể từ khi bắt đầu đại dịch. Tính đến, đến tối ngày 22 tháng 12, Canada báo cáo có thêm 14.995 ca COVID-19 mới, nâng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.924.268 ca, có thêm 4.571 ca được báo cáo đã phục hồi và hiện nay có 84.574 ca còn bệnh. Có thêm 22 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 30.113 cho đến nay. Hiện nay đã có hơn 66,2 triệu mũi vắc xin đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 31,5 triệu người hay là hơn 82,5% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 76,6% dân số đã tiêm hai liều. Khoảng 86,8% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 80,6% đã tiêm hai liều. Tỉnh BC báo cáo có 1.528 ca nhiễm mới, phá vỡ kỷ lục của tỉnh chỉ trong một ngày. 6 ca tử vong mới cũng được báo cáo trong ngày. Alberta có 1.346 ca bệnh mới với 5 ca tử vong. Saskatchewan có 105 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Manitoba có 400 ca bệnh mới với 2 ca tử vong. Tỉnh Ontario là báo cáo có 4.383 ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là tổng số ca cao nhất trong một ngày kể từ ngày 23 tháng 4 và có thêm 10 ca tử vong. Tỉnh Quebec các quan chức y tế đã công bố có 6.361 ca mới, phá vỡ kỷ lục trước đó của tỉnh vào tháng Giêng với dưới 3.000 ca được báo cáo trong một ngày. Và hôm nay Quebec cũng có báo cáo về hai ca tử vong. Newfoundland và Labrador có 60 ca bệnh mới và tổng số ca đang nhiễm tại tỉnh là 230 ca. New Brunswick có 237 ca bệnh mới và một ca tử vong. Nova Scotia có 537 ca bệnh mới và một ca tử vong được báo cáo vào ngày thứ tư. Prince Edward Island có 33 ca bệnh mới. NWT có 7 ca bệnh mới. Nhiều sản phẩm salad đóng gói Fresh Express bị thu hồi do có thể đã nhiễm vi khuẩn Listeria. Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada cho biết Fresh Express đang thu hồi một số sản phẩm salad do có thể đã bị nhiễm khuẩn Listeria. Việc thu hồi bao gồm một số sản phẩm khác nhau đã được phân phối ở Manitoba và Ontario và có thể đã được bán ở các tỉnh và vùng lãnh thổ khác. Danh sách đầy đủ của các sản phẩm bị ảnh hưởng có sẵn trên phần thu hồi và cảnh báo của trang web của Bộ Y tế Canada. Người tiêu dùng nên vứt bỏ sản phẩm hoặc là trả lại nơi đã mua. Rất may là cho đến nay chưa có báo cáo nào là người tiêu dùng bị mắc bệnh liên quan tới các sản phẩm này. Thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn Listeria có thể khó nhận ra bằng mắt hoặc là có mùi hư hỏng nhưng vẫn có thể gây bệnh cho bạn. Các triệu chứng có thể bao gồm buồn nôn, sốt, đau nhức cơ, đau đầu dữ dội và cứng cổ và trong một số trường hợp có thể dẫn tới tử vong. sự thiếu hụt khoai tây chiên ở mặt ở Nhật Bản được cho là vì sự chậm trễ giao hàng do lũ lụt ở tỉnh PC. Ngập lụt ở tỉnh PC và tác động của nó đối với việc nhập khẩu khoai tây đã khiến cho McDonald tạm thời phải hạn chế khẩu phần khoai tây chiên đối với các đơn hàng vừa và lớn ở Nhật Bản. Công ty đã thông báo trong một tuyên bố vào ngày thứ ba rằng chỉ có những đơn hàng khoai tây chiên mỡ nhỏ sẽ được bán tại các cửa hàng trên toàn quốc ở Nhật Bản bắt đầu từ thứ sáu hoặc là đêm Giáng sinh. Việc chỉ bán khoai tây chiên cỡ nhỏ dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 12. Công ty có khoảng 29.000 cửa hàng trong cả nước. Tuyên bố của công ty đã chỉ ra cụ thể đến cảng Vancouver và sự chậm trễ của chuyến hàng là do thiệt hại từ các trận lũ lụt cũng như tác động của COVID-19 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Hai người bị thương sau vụ va chạm giữa nhiều phương tiện liên quan đến xe bus TTC ở Etobicoke. Hai người bị thương, một người phụ nữ bị thương nặng sau vụ va chạm nhiều phương tiện liên quan tới xe bus TTC ở khu vực Royal York. Cảnh sát Toronto cho biết lần đầu tiên họ được thông báo về vụ tai nạn trên đường cao tốc Gardiner hướng Tây gần với đường Park Lawn vào khoảng 7 giờ 15 tối vào ngày thứ Ba. Hai làn đường đi về hướng Tây vẫn bị chặn trong khu vực mà City News xác nhận là gần Royal York hơn. Các nhân viên y tế Toronto nói rằng một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đã được chở đến một trung tâm chấn thương với những vết thương nghiêm trọng nhưng không đe dọa tới tính mạng. Một người khác thì bị thương nhẹ, giới tính hoặc là tuổi không được tiết lộ. Không rõ có ai đi xe buýt TTC vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn hay không và tình trạng của người lái xe là không xác định. Tỉnh Ontario đặt mục tiêu tuyển dụng 100 doanh nhân nhập cư. Thông qua dự án khởi nghiệp, tỉnh đang kỳ vọng tạo ra 20 triệu đô la vào nền kinh tế tỉnh Ontario. Ontario đang tìm kiếm 100 doanh nhân nhập cư trong vòng 2 năm tới để bắt đầu hoặc là phát triển công việc kinh doanh ở các khu vực bên ngoài khu vực đại đô thị Toronto, GTA các chủ doanh nghiệp và nhà phát triển quan tâm có thể đăng ký thông qua dòng doanh nhân Entrepreneur Stream hiện có của chương trình đề cử nhập cư Ontario OINP. Mỗi doanh nhân được chọn sẽ được yêu cầu đầu tư tối thiểu 200.000 đô la vào hoạt động kinh doanh của họ. Người nộp đơn có thể nhận được đề cử của tỉnh khi doanh nghiệp của họ đã hoạt động từ 18 đến 20 tháng tại Ontario. Họ có thể sử dụng đề cử để nộp đơn lên chính phủ liên bang để được nhập cư Canada. Dự án này nhằm tạo ra nhiều việc làm tại địa phương và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi những người mất việc làm vì đại dịch. Theo một thông cáo truyền thông của chính phủ, nó sẽ tiêu tốn của chính quyền tỉnh bang ước tính khoảng 6 triệu đô la. Số tiền mà Bộ trưởng Lao động của Ontario, ông Monte McNaughton nói rằng sẽ được hoàn trả bởi những người nhập cư đến tỉnh để bắt đầu khởi nghiệp hoặc là mua lại một kinh doanh. Những doanh nhân mới thành lập này sẽ tạo ra khoảng 20 triệu đô la đầu tư kinh doanh cho tỉnh và sẽ tạo ra việc làm. NHL chính thức thông báo các cầu thủ sẽ không tham dự thế vận hội Bắc Kinh. Các cầu thủ của liên đoàn khúc côn cầu quốc gia gọi là NHL sẽ không tham dự thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022. Liên đoàn đã đưa ra thông báo vào ngày thứ tư Liên đoàn Khúc Côn Cầu NHL cho biết quyết định được đưa ra do lịch thi đấu của mùa giải thường bị gián đoạn do số lượng trường hợp COVID-19 gia tăng trong toàn bộ NHL. 50 trận đấu đã bị hoãn cho đến ngày 23 tháng 12 và việc tham gia Olympic không còn khả thi nữa. Ủy viên Gary Batman cho biết trong một tuyên bố, Giải thi đấu hiện có hơn 15% các cầu thủ đang phải thực hiện các giao thức COVID-19, có nghĩa là họ phải nghỉ thi đấu do có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc là có liên hệ chặt chẽ với một số trường hợp dương tính. Chắc chắn các cầu thủ và người hâm mộ khúc côn cầu khá thất vọng. Ông Donald Furr, giám đốc điều hành của Hiệp hội những người chơi khúc côn cầu quốc gia, nói trong một tuyên bố. Chúng tôi kỳ vọng rằng các cầu thủ NHL sẽ trở lại thế vận hội vào năm 2026. Ủy ban Olympic Canada cho biết họ hiểu quyết định của NHL. Trong một tuyên bố, Hockey Canada cho biết họ vẫn tập trung vào việc xây dựng một đội ngũ cầu thủ và nhân sự xứng đáng cho huy chương từ bên ngoài NHL. Quyết định rút khỏi thế vận hội năm 2022 đồng nghĩa với việc những siêu sao trẻ như là Connor McDavid của Canada Leon Draxaito của Đức và Austin Matthews của Mỹ sẽ phải đợi thêm 4 năm nữa để có cơ hội thi đấu trên sân khấu lớn nhất của môn thể thao này. Trong khi đó, Sidney Cosby của Canada, Alex Ovechkin của Nga và một loạt các cựu cầu thủ siêu sao khác có thể vừa chứng kiến những bức ảnh chụp Olympic cuối cùng của họ bốc hơi. Các cầu thủ hiểu và đánh giá cao tính độc đáo của Thế vận hội, Cosby nói, đây là những cơ hội và trải nghiệm trong cuộc đời mà bạn không có được nhiều lần khi là một vận động viên và có thể bạn chỉ có được đúng một lần chủ tịch liên đoàn khúc côn cầu trên băng quốc tế là ông Luke taddev cho biết trong một tuyên bố ông thất vọng trước quyết định của nhl quý vị đang theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel được thực hiện bởi Culture Magazine. Kính mời quý vị ghé tới culturemagazine.com để đọc thêm các chuyên mục khác. Và chúng tôi rất 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 cần sự ủng hộ của quý vị. Quý vị nhớ bấm like và share cho nhiều người cùng xem. Tiếp theo là một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Những tin tức liên quan tới đại dịch Covid-19 trên thế giới. Israel sẽ tiêm liều vắc xin phòng Covid-19 thứ tư hay là mũi tiêm vắc xin nhắc lại thứ hai cho người dân của mình. Một báo cáo cho thấy nguy cơ bị lây nhiễm trên máy bay tăng gấp đôi đối với Omicron. Các ước tính mới cho thấy nền kinh tế của Mỹ đang tăng ở tình trạng tốt hơn trong quý bà. Các nhóm hàng không, viễn thông đồng ý chia sẻ dữ liệu để giúp giải quyết các lo ngại về an toàn của năm g Elon Musk chỉ trích Mark Zuckerberg và Metaverse tuổi thọ trung bình đã giảm gần 2 năm vào năm 2020. Ông Tập của Trung Quốc đã tán thành cuộc bầu cử chỉ dành cho những người yêu nước ở Hồng Kông. Tại Đức, một cụ y tá đã bị kết tội giết hại 4 người tại nhà tàn tật. Tình liên quan tới Việt Nam thì tại miền Bắc của Việt Nam sẽ đón một đợt rét đậm vào cuối tuần này. Mở đầu bản tin thế giới là một số cập nhật tình hình Covid-19. Dữ liệu của Nam Phi cung cấp một tia hy vọng về mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron, nhưng các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận chắc chắn khi chủng virus này lan rộng trên toàn cầu. Nghiên cứu này cho biết, những người bị nhiễm Omicron ít có khả năng phải nhập viện hơn những người bị nhiễm chủng Delta. Nghiên cứu này đã so sánh dữ liệu Omicron của Nam Phi từ tháng 10 và tháng 11 với dữ liệu về Delta giữa tháng 4 và tháng 11. Tin tức tích cực này được một nghiên cứu khác từ Đại học Hoàng gia London xác nhận lại rằng nguy cơ phải nằm viện ở bệnh nhân Omicron thấp hơn từ 40% đến 45% so với bệnh nhân bị Delta. Tuy nhiên, người đứng đầu châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là ông Hans Kluge nói rằng cần 3 đến 4 tuần để xác định mức độ nghiêm trọng của Omicron. Tại châu Âu Tây Ban Nha quay lại lệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang ở ngoài trời như một phần của những biện pháp chống lại biến thể Omicron. Pháp đã hủy đơn đặt hàng đối với thuốc kháng virus Covid-19 của Merck sau dữ liệu thử nghiệm đáng thất vọng và thay vào đó hy vọng sẽ nhận được loại thuốc cạnh tranh của Pfizer trước cuối tháng 1. Chính phủ Vương quốc Anh cho biết họ đang giảm thời gian tự cách ly Covid-19 xuống còn 7 ngày từ 10 ngày. Đối với những người ở Anh mà có kết quả xét nghiệm COVID-19 kháng nguyên âm tính trong 2 ngày liên tiếp, Anh cho biết họ sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em dễ bị tổn thương từ 5 đến 11 tuổi sau khi cơ quan quản lý dược phẩm của nước này chấp thuận việc sử dụng liều lượng thấp hơn của vaccine Pfizer cho nhóm tuổi này. North Ireland đã ra lệnh đóng cửa các hộp đêm từ Chủ nhật sau khi báo cáo mức cao nhất mọi thời đại là 3.231 ca nhiễm COVID-19 Tại châu Mỹ, Hoa Kỳ đã cấp phép viên thuốc đầu tiên của Pfizer là viên thuốc kháng virus COVID-19 cho những người có nguy cơ từ 12 tuổi trở lên. Đây là phương pháp điều trị bằng đường uống đầu tiên và có thể sử dụng tại nhà. Người Mỹ đang phải đối mặt với một giáng sinh thứ hai mà kế hoạch nghỉ lễ bị gián đoạn. Với sự gia tăng của bệnh dịch do biến thể Omicron hiện đang chiếm ưu thế, buộc một số người phải hủy bỏ kế hoạch. Liên đoàn khúc cung cầu quốc gia Hoa Kỳ sẽ không cử các nam cầu thủ của mình đi tham gia thi đấu giải khúc cung cầu trên băng tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh do lo ngại về COVID-19. Tại châu Á-Thái Bình Dương, Philippines đã giảm một nửa thời gian chờ đợi để tiêm liều vaccine tăng cường xuống còn 3 tháng. Tại Úc, Thủ tướng Scott Morrison đã bác bỏ việc khóa cửa trong dịp lễ Giáng sinh, nói rằng các bệnh viện đang đối phó tốt với số ca bệnh tăng kỷ lục do Omicron. Israel đã công bố sẽ tiêm liều vaccine phòng COVID-19 thứ tư, tức là mũi tiêm nhắc lại lần thứ hai cho người dân của mình. Theo nhiều báo cáo cho thấy, Israel sẽ cung cấp mũi tiêm vaccine nhắc lại lần thứ hai cho những người trên 60 tuổi, những người mà có hệ thống miễn dịch bị tổn hại và nhân viên chăm sóc sức khỏe để giảm thiểu sự lây lan và nguy cơ của biến thể Omicron. Theo NBC News đưa tin, 4 tháng sau khi đã được tiêm mũi vaccine thứ ba, những người trong các danh mục được liệt kê sẽ đủ điều kiện để tiêm mũi vaccine thứ tư. Theo tờ The New York Times, Israel là quốc gia đầu tiên được cho là sẽ triển khai rộng rãi được tiêm nhắc lại lần thứ hai. Một hội đồng chuyên gia của Bộ Y tế ở Israel vẫn đang nghiên cứu các tác động và hiệu quả của liều vaccine thứ tư có thể có đối với biến thể Omicron. Ít nhất một người đàn ông lớn tuổi ở Israel đã chết vì biến thể Omicron này. Người này đã được tiêm hai liều vaccine phòng COVID-19 ban đầu, nhưng chưa được nhận mũi tiêm tăng cường. Israel đã có một đợt triển khai vaccine nhanh chóng vào đầu năm ngoái. Hồi tháng 8, Israel còn là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai rộng rãi mũi tiêm thứ ba như một liều vaccine tăng cường cho người dân từ 12 tuổi trở lên của đất nước này. Các ước tính mới cho thấy nền kinh tế của Mỹ đang ở tình trạng tốt hơn trong quý 3 nền kinh tế của Hoa Kỳ tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn đôi chút trong 3 tháng kết thúc vào tháng 9 so với suy nghĩ ban đầu. Số liệu của chính phủ sửa đổi được công bố hôm thứ Tư cho thấy. Bộ Thương mại cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế đã tăng với tốc độ 2,3% hàng năm trong quý thứ Ba. Mặc dù con số này có cải thiện đôi chút so với ước tính trước đó là 2,1%, nhưng nó vẫn đánh dấu tốc độ chậm nhất kể từ quý 2 của năm 2020, khi nền kinh tế của Hoa Kỳ phải chịu một đợt suy thoái lịch sử do các hoạt động trên mặt đất bị đình trệ. Nền kinh tế đã tăng trưởng với tốc độ nhanh 6,3% hàng năm trong quý đầu tiên của năm và 6,7% trong quý thứ hai khi các hạn chế Covid-19 được lùi lại. Nhưng sự lây lan của biến thể Delta của coronavirus trong suốt mùa hè đã làm giảm sự phục hồi trong quý thứ ba. Thông tin rõ ràng hơn về GDP quý ba của ngày thứ tư được thúc đẩy bởi sự điều chỉnh tăng đối với chi tiêu của người dùng và hàng tồn kho của doanh nghiệp và một số nhà phân tích cho rằng tăng trưởng sẽ phục hồi mạnh mẽ trong 3 tháng cuối năm nay. Nhưng các nhà kinh tế nhận thấy sự xuất hiện của biến thể Omicron rất dễ lây lan đã làm giảm triển vọng kinh tế vào đầu năm 2022. Những lo lắng về Omicron đã khiến cho Wall Street biến động trong những tuần gần đây. Triển vọng cho nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng có một cú sốc sau khi Thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ ôn hòa là ông Joe Manchin cho biết vào cuối tuần rằng ông sẽ không ủng hộ dự luật đầu tư trong nước trị giá 1,75 ngàn tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden do đảng Dân chủ cực tả chủ xướng và gọi nó là xây dựng lại tốt hơn. Điều đó đã khiến cho ngân hàng đầu tư đa quốc gia... Goldman Sachs vào ngày Chủ nhật đã phải cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP cho quý đầu tiên của năm 2022 từ 3% xuống còn 2% và dự báo cho quý 2 và quý 3 sau đó cũng được điều chỉnh giảm. Nền kinh tế vẫn đang trên đà phục hồi trong suốt năm nay và thị trường lao động của Hoa Kỳ đang ngập tràn số lượng việc làm đạt mức gần kỷ lục nhưng những đợt đóng cửa do đại dịch đã khiến cho chi phí tăng cao và lạm phát giá tiêu dùng hàng năm tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 40 năm vào tháng trước. Các nhóm hàng không viễn thông đồng ý chia sẻ dữ liệu để giúp giải quyết các lo ngại về an toàn của 5G các nhóm hàng không và viễn thông cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ chia sẻ dữ liệu để giúp giải quyết những lo ngại về an toàn liên quan tới dịch vụ vô tuyến năm giây mới mà Verizon Communications và AT&T dự kiến sẽ triển khai vào ngày 5 tháng Giêng. Cục Hàng không Liên bang hồi tháng trước đã đưa ra lo ngại rằng dịch vụ 5G có thể gây nhiễu sóng đối với các thiết bị vô tuyến của máy bay. Vào đầu tháng này thì họ đã ban hành một lệnh cấm phi công sử dụng máy đo độ cao vô tuyến để hạ cánh khi tầm nhìn thấp. Tập đoàn thương mại vô tuyến CTIA cho biết việc nâng cấp dịch vụ sẽ không ảnh hưởng đến các máy đo độ cao đó và lưu ý rằng các quốc gia khác đã triển khai 5 g mà không gặp vấn đề gì. Các nhà điều hành của hãng hàng không tuần trước đã cảnh báo về tốn kém vì gián đoạn các chuyến bay do sự cố. Những tốn kém này nên để đến khi ngành công nghiệp phục hồi sau đại dịch Covid-19. Báo cáo cho thấy nguy cơ nhiễm trùng trên máy bay tăng gấp đôi đối với biến thể Omicron. Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, cố vấn y tế hàng đầu của một nhóm đại diện cho gần 300 hãng hàng không cho biết, hành khách trên máy bay sẽ có nguy cơ nhiễm Covid-19 trên chuyến bay cao gấp 2 lần hoặc 3 lần kể từ khi biến thể Omicron xuất hiện. Dù cho rủi ro nhiễm bệnh ở biến thể Delta là gì, thì chúng tôi vẫn phải khẳng định rằng rủi ro nhiễm bệnh với biến thể Omicron sẽ cao hơn từ 2 đến 3 lần, tương tự như những gì chúng tôi đã thấy trong các môi trường khác. Theo tiến sĩ David Powell, là bác sĩ và cố vấn y tế của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, nói với Bloomberg News. Ông Powell cũng đề xuất rằng Đi máy bay hạng thương gia có thể sẽ an toàn hơn hạng phổ thông. Đồng thời ông cũng lưu ý rằng hành khách nên tránh tiếp xúc trực tiếp với người khác, tức là tránh face to face cũng như tránh tiếp xúc các bề mặt mà chúng ta thường hay chạm tay vào. Ông nói sự bảo vệ lớn nhất mà bạn có thể cung cấp cho bản thân là được tiêm phòng đầy đủ và bao gồm cả mũi tim nhắc lại, vị tiến sĩ này cho biết thêm. Bên cạnh đó, ông còn khẳng định rằng các biện pháp bảo vệ như là đeo khẩu trang cao cấp hay là bất kỳ loại khẩu trang nào khác, hoặc ý định hoàn toàn không đi máy bay cũng đều không hiệu quả bằng việc chúng ta đã nhận được một mũi tiêm bổ sung đầy đủ. Chuyển sang các bản tin khác. Ông Tập của Trung Quốc tán thành cuộc bầu cử chỉ dành cho những người yêu nước ở Hồng Kông. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ tư đã tán thành cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên của Hồng Kông được tổ chức theo luật mới, bảo đảm rằng chỉ những người được cho là người yêu nước, thể hiện lòng trung thành với Bắc Kinh mới có thể ra tranh cử. Ông Tập nói với giám đốc điều hành Hồng Kông bà Carrie Lam tại Bắc Kinh vào hôm thứ tư rằng, sau cuộc bầu cử, ông chắc chắn rằng người Hồng Kông sẽ tham gia hiện thực hóa sự trẻ hóa tuyệt vời của đất nước Trung Quốc. Ông Tập nói việc thực thi hệ thống bầu cử mới sẽ tuân thủ nguyên tắc một quốc gia, hai hệ thống, đề cập đến khuôn khổ ngày càng trở nên phức tạp. Theo đó, Hồng Kông phải giữ lại các thể chế chính trị, xã hội và tài chính của riêng mình trong 50 năm sau khi Hồng Kông được bàn giao cho Trung Quốc. Các cuộc bầu cử cho Hội đồng Lập pháp 90 ghế hôm Chủ nhật đã bị càng quát bởi các chính trị gia được đảng cầm quyền của Trung Quốc hậu thuẫn. Chỉ có 20 ghế được bầu trực tiếp và tỷ lệ cử tri đi bầu là 30,2% là mức thấp nhất kể từ khi người Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997. Tất cả các ứng cử viên đã bị xem xét chặt chẽ bởi một ủy ban phần lớn thân Bắc Kinh trước khi họ có thể được đề cử. Và đối lập chỉ trích cuộc bầu cử là đảng dân chủ, lần đầu tiên không có ứng cử viên nào kể từ khi cuộc bàn giao được diễn ra hồi năm 1997. Một số nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở nước ngoài, bao gồm cả Nathan Law ở London, đã kêu gọi tẩy chay cuộc bỏ phiếu, nói rằng cuộc bầu cử là phi dân chủ. Theo luật bầu cử mới, việc kích động tẩy chay cuộc bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu không hợp lệ có thể bị phạt tù tới 3 năm và phạt 200.000 đô la Hồng Kông, tức là 26.500 đô la. Trong một tuyên bố chung do ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đưa ra, các bộ trưởng ngoại giao của Úc, Anh, Canada, New Zealand và Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về sự xói mòn các yếu tố dân chủ của hệ thống bầu cử ở Hồng Kông và những hạn chế ngày càng gia tăng đối với tự do phát biểu và hồi họp. Đáp lại những lời chỉ trích sau cuộc họp hôm thứ tư, bà Carrie Lam đã gọi chúng là vô căn cứ và nói rằng ông Tập đã bác bỏ những điều đó. Bà Lam nói thêm các cuộc bầu cử sẽ phục vụ lợi ích của Hồng Kông tốt hơn và sẽ là một khởi đầu rất tốt cho tiến trình dân chủ trong tương lai của Hồng Kông. Bên cạnh đó, bà Lam còn trích lời ông Tập nói rằng, các cuộc bầu cử đã đưa lãnh thổ này phù hợp hơn với tình trạng thực tế của Hồng Kông là một khu vực hành chính đặc biệt theo nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống. Đồng thời sẽ đưa Hồng Kông đến một xã hội dân chủ hơn. Tại Đức, một cựu y tá bị kết tội giết hại bốn người tại nhà tàn tật. Một cựu y tá tại nhà dành cho người tàn tật nặng ở miền đông nước Đức đã bị kết tội giết người và bị tuyên án 15 năm tù hôm thứ Tư vì giết hại bốn người dân. Trong số các nạn nhân bị tàn tật, có ba người bị liệt hoàn toàn và một người bị liệt một phần. Các thẩm phán phát hiện ra rằng, bị cáo đã gây tử vong cho bốn người dân bằng một con dao trong phòng của họ vào ngày 28 tháng 4 một người khác đã sống sót sau một ca phẫu thuật khẩn cấp. Theo một hãng thông tấn của Đức đưa tin, tòa án cấp bang ở Potsdam đã ra lệnh đưa người phụ nữ 52 tuổi này vào một bệnh viện tâm thần. Cô cũng bị kết tội cố ý giết người và đối xử tệ bạc với những người mà cô chăm sóc. Một báo cáo tâm thần cho thấy người phụ nữ này đã thực hiện vụ tấn công trong tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Người bào chữa đã yêu cầu tòa án cho rằng cô ta không phải chịu trách nhiệm hình sự bị cáo đã xin lỗi người thân nạn nhân trong lời phát biểu bế mạc phiên tòa. Elon Musk chỉ trích Mark Zuckerberg và Metaverse Elon Musk đã dỡ một gáo nước lạnh vào sản phẩm thực tế ảo mới của giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, và nói rằng Metaverse có vẻ không hấp dẫn lắm. Trong một cuộc phỏng vấn với trang web chăm biếm bảo thủ The Babylon Bee hôm thứ Ba Ông Musk cho biết khái niệm Metaverse của Facebook được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 10 và tập trung vào trải nghiệm thực tế ảo tăng cường VR là cương điệu hơn là thực chất. Ông Musk cũng cho biết ông không thấy khả năng tồn tại của việc yêu cầu người dùng đeo mắt kính thực tế ảo vào đầu của họ. Zuckerberg lần đầu tiên giới thiệu công khai sản phẩm VR Horizon Workroom của công ty mình vào tháng 8 trên CBS This Morning. Zuckerberg mô tả nó là thế hệ tiếp theo của Internet. Thảo luận về các xu hướng Internet khác, Musk cũng bình luận về một khái niệm công nghệ có tên là Web3. Đó là một ý tưởng hy vọng sẽ phân cấp Internet để trao quyền cho người dùng cá nhân thông qua công nghệ blockchain và tiền điện tử. Những người ủng hộ Web3 tin rằng nó có thể làm giảm sức mạnh và ảnh hưởng của những gã công nghệ khổng lồ như là Meta và Google. tuổi thọ trung bình đã giảm gần 2 năm vào năm 2020. Tuổi thọ ở Hoa Kỳ đã giảm gần 2 năm trong năm ngoái trong bối cảnh mà đại dịch Covid-19 xảy ra và đây là mức suy giảm lớn nhất trong một năm trong hơn 75 năm theo số liệu thống kê cuối cùng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Dữ liệu tử vong do Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia công bố đã tính toán tuổi thọ trung bình vào năm 2020 là 77 tuổi giảm 1,8 năm so với năm 2019. Covid-19 được xếp hạng là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 với hơn 350.000 ca tử vong, đứng sau các ca tử vong do tim và ung thư, cả hai đều vượt qua con số 600.000. Tuổi thọ của nam giới giảm 2,1 năm xuống còn 74,2 tuổi vào năm ngoái, trong khi tuổi thọ của nữ giới giảm 1,5 năm, giảm xuống còn 79,9 tuổi lần đầu tiên vào năm 2020. Số ca tử vong do tiểu đường vượt quá con số 100.000 và số ca tử vong do tai nạn thương tích lên tới con số 200.000. Nhìn chung, tỷ lệ tử vong được điều chỉnh theo độ tuổi của toàn dân số đã tăng 16,8% lên 835,4 người chết trên 100.000 người vào năm ngoái. Mỗi nhóm tuổi từ 15 tuổi và mọi nhóm chủng tộc, dân tộc, giới tính đều có tỷ lệ tử vong tăng lên. Nam giới và phụ nữ gốc Tây Ban Nha có tỷ lệ tử vong tăng mạnh nhất, lần lượt là 42,7% và 32,4%. Theo sau là nam giới và phụ nữ da đen với mức tăng lần lượt là 28% và gần 25% so với nam giới và phụ nữ da trắng. Đó là những người có mức tăng lần lượt là 13,4% và 12,1%. 9 trong số 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong năm ngoái vẫn phù hợp với năm 2019. Với COVID-19 được thêm vào danh sách và chết do tự tử đã rơi khỏi danh sách top 10. Nhưng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đã giảm 2,9% vào năm ngoái, xuống mức thấp kỷ lục 541,9 trẻ sơ sinh tử vong trên 100.000 trẻ sơ sinh sống. Dữ liệu sơ bộ từ 6 tháng đầu năm của năm 2020 được công bố cho thấy tuổi thọ giảm 1 năm, với mức giảm cao ở người Mỹ da đen và người Mỹ gốc Tây Ban Nha. Các ước tính từ tháng 7 cho cả năm dự đoán tuổi thọ sẽ giảm 1,5 năm so với năm 2019. Một nghiên cứu được công bố vào tháng trước cho thấy Hoa Kỳ phải chịu đựng sự sụt giảm tuổi thọ lớn thứ hai trong số các quốc gia giàu có trong thời kỳ đại dịch. Miền Bắc Việt Nam sẽ đón đợt rét đậm vào cuối tuần này. Một đợt không khí lạnh dự kiến sẽ đến miền Bắc của Việt Nam từ thứ Bảy với nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội dự kiến là 10 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, gọi tắt là Anh CHMF, cho biết 3 ngày tới, khu vực Bắc Bộ sẽ có thời tiết mát mẻ. Trong khoảng thời gian này, thì nhiệt độ tại Hà Nội sẽ duy trì ở mức độ là 25 cho tới 27 độ C vào ban ngày và 14 đến 17 độ C vào ban đêm. Trong khi tại các thị trấn như là Sapa, tỉnh miền núi Lào Cai thì nhiệt độ trung bình trong ngày sẽ là 17 độ. Đến thứ Bảy, khi đợt không khí lạnh tràn về thì nhiệt độ tại Hà Nội sẽ giảm xuống còn 10 độ C, trong khi miền núi dự báo nhiệt độ sẽ giảm xuống còn 4 cho tới 7 độ C. Trang dự báo thời tiết của Mỹ AccuWeather dự báo nhiệt độ ở Hà Nội vào ngày thứ Bảy sẽ dao động ở mức từ 14 cho tới 24 độ trong ngày và hai ngày sau giảm xuống còn 10 cho tới 17 độ và tăng dần lên 13 đến 22 độ vào cuối tuần tới. Tại Sapa thì nhiệt độ sẽ duy trì ở mức độ 8 độ trong ngày và 3 độ vào ban đêm. Dưới tác động của đợt lạnh, khu vực miền Trung sẽ hứng chịu những trận mưa kéo dài từ thứ bảy cho tới thứ ba. Theo trưởng phòng dự báo khí tượng thuộc anh CHMF, cho biết đây là đợt rét trên diện rộng đầu tiên ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong mùa đông của năm 2021-2022 từ tháng 11 đến nay, miền Bắc đã có nhiều đợt không khí lạnh nhưng chủ yếu là ảnh hưởng đến vùng núi. Cơ quan khí tượng nhận định mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn và lạnh hơn năm ngoái. Hầu hết các đợt lạnh nghiêm trọng sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian từ tháng 12 cho tới tháng 2 của năm sau. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế vào ngày 22 tháng 12 cho biết có 16.555 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 13.394 ca khỏi bệnh và 210 ca tử vong. Các tỉnh và thành phố có số ca mắc COVID cao nhất là tại Hà Nội có 1.646 ca, Cà Mau có 1.193 ca, Sài Gòn 979 ca, Tây Ninh 923 ca. Vĩnh Long 846 ca, Khánh Hòa 798 ca, Đồng Tháp 784 ca, Cần Thơ 757 ca, Bạc Liêu 678 ca và Trà Vinh có 515 ca. Kể từ đầu dịch cho tới nay, Việt Nam đã có 1.588.335 ca nhiễm với 30.251 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.173.484 ca số bệnh nhân nặng đang điều trị là 8.187 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 21 tháng 12 có 1 037.045 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 141 triệu 985 liều

Hôm nay một Canada bằng 0,7773 Mỹ Kim và bằng 0,6865 Euro. Một Canada bằng 17.924.274 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 73 đồng 07 Mỹ Kim một thùng và giá dầu thô Brent là 75 đồng 29 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1.804 đồng 65 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của ngày 23 tháng 12 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Culture Channel có các video về tin tức được cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Tuấn Liên và Hoàng Anh xin kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Và bây giờ, xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và kính chào tạm biệt chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1 888 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.